Thời gian xử lý hồ sơ các chương trình định cư châu Âu đã tăng lên và lâu hơn gấp đôi so với trước đây. Trong tuần vừa qua thì công ty bên Phượng thì liên tục nhận được cái thư chấp thuận của sở di trú các chương trình định cư châu Âu cho khách hàng. Bên cạnh cái tin vui là các anh chị khách hàng đã nhận được cái thư chấp thuận của chính phủ các quốc gia châu Âu thì có một cái tin khá buồn, đó chính là cái thời gian xử lý hồ sơ lâu quá. Nếu như trước đây thì anh chị mình chỉ cần chờ từ 4 đến 6 tháng là đã có cái thư chấp thuận của sở di trú rồi, thì thời điểm này khách hàng của Phượng phải chờ là từ 8 tới 12 tháng, thậm chí là có khách hàng 13 tới 14 tháng luôn. Và có một số các anh chị khách hàng thì có chia sẻ là tại sao bên em lại nói cái thời gian xử lý lâu như vậy, trong khi các bên khác họ báo với anh chỉ có từ 4 đến 6 tháng mà thôi. Thì các anh chị ơi, sở di trú của các quốc gia châu Âu thì chỉ có một mà thôi. Tuy nhiên các đơn vị tư vấn cũng như là các agent giống như bên Phượng thì có rất là nhiều. Thì đâu là cái đơn vị mà họ xử lý hồ sơ và họ đưa ra cái quyết định thời gian bao lâu họ sẽ trả kết quả anh chị? Đó chính là sở di trú. Do đó bên Phượng thì chỉ có dựa trên những cái hồ sơ thực tế, những cái kết quả thực tế để mà tư vấn cho anh chị khách hàng thôi. Còn bên khác nếu như mà họ báo nhanh hơn như vậy thì Phượng cũng không biết đâu anh chị ơi. Và lý do cho cái việc thời gian xử lý hồ sơ lâu hơn trước đây thì chỉ đơn giản là bởi vì cái sức hút của các chương trình định cư châu Âu đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Nếu như trước đây cũng là sở di trú đó xử lý cái số lượng hồ sơ rất là ít, thì bây giờ cái số lượng hồ sơ đã tăng lên gấp đôi, gấp ba, thì chắc chắn là cái thời gian xử lý nó phải lâu hơn thưa anh chị. Nhưng mà nếu như anh chị so với các chương trình khác, ví dụ như chương trình Mỹ hoặc là Canada, thì cái thời gian khoảng 12 tới 14 tháng vẫn là thời gian rất là nhanh rồi đó ạ. Do đó những cái anh chị nào mình đang có mong muốn đi định cư châu Âu cho cả gia đình để cho con cái có môi trường giáo dục phát triển tốt hơn thì hãy nhanh chóng tìm hiểu cũng như là thẩm định hồ sơ để tiến hành trong thời gian sớm nhất anh chị nhé. Bởi vì chắc chắn trong tương lai thì cái điều kiện quy định của chương trình cũng như thời gian xử lý hồ sơ cũng sẽ càng ngày càng lâu hơn mà thôi anh chị ơi.